Thưa quý vị và các bạn, cách đây không lâu, chúng tôi đã từng phản ánh về một trường hợp chữa trị bệnh bằng hình thức mê tín dị đoan tại Quyền Tháp 10. Ngay sau đó, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng địa phương, hoạt động này đã được chấn chỉnh. Dù việc trên tạm lắng chưa được bao lâu, thì trong những ngày gần đây, dư luận Quyền Tháp 10 và tỉnh Đồng Tháp lại lan truyền nhau về một người tự xưng mình là công chúa hàng Nga giáng thế, trị bệnh cho người dân. Phóng viên thời sự có ghi nhận tìm hiểu về thực hư câu chuyện này. Đây là những hình ảnh khám chữa bệnh có dấu hiệu mê tín dị đoan được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua tại nhà của một người tự xưng là công chúa hàng Nga. Được sự hướng dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến nhà của nhân vật này. Trước mắt chúng tôi là một căn nhà cũng khá bề thế, nằm ngay trung tâm khu dân cư chợ Trường Xuân, huyện Tháp 10. Cách cổng chính chợ Trường Xuân chưa đến 100 mét. Theo tìm hiểu, người tự xưng là công chúa hàng Nga, tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Châu, 34 tuổi. Từ thời đi học thường hay ngất xỉu. Sau một thời gian được điều trị tại thành phố Cao Lãnh, Mỹ Châu hết bệnh. Đến khoảng thời gian tháng 3 năm 2012, Mỹ Châu tự xưng mình có khả năng chữa bệnh bằng cách sử dụng thuốc dán, từ đó tiến hành dán thuốc chữa bệnh cho người khác. Việc chữa trị bệnh ngày càng thu hút đông khách, cao điểm một ngày hơn 100 người. Trước khi đến chữa bệnh, người bệnh sẽ tự mua thuốc dán và nước. Thuốc sẽ được dán vào chỗ đau. Giờ để tiến hành chữa bệnh là vào đúng 11 giờ trưa hàng ngày. Hiện tại, Nguyễn Thị Mỹ Châu đã có chồng và hai con nhỏ. Việc một người phụ nữ đã có chồng con, tự nhận mình là nhân vật trong truyền thuyết xuống trần để trị bệnh cho dân, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Mình cũng không có nắm vững rằng họ có thật sự hết bệnh hay không. Nhưng mà nhìn chung như thế thì hình như nó cũng có những người đến đó, thường thường có bệnh có, rồi những người đến đó, có chung cái sinh hoạt với nhau. Chẳng hạn như những người đó họ cũng tham gia để mà họ múa, họ hát, họ rỗi, họ làm cái gì đó mà nó cũng giống giống như là cái công chúa. Đó, như vậy thành thử là tôi thấy là đến trị bệnh mà rồi cũng có đến để mà tham gia vào cái công việc mà trị bệnh cho người khác, rồi hợp tác với nhau. Theo tôi thì cái khả năng mà chữa hết bệnh như các lời đồn đoán thì nó không có khả năng đó. Tại vì tôi cũng có một số người quen đến trị bệnh thì ở cái mức độ tin tưởng đến vậy thôi. Chứ thật sự cái kết quả về mà bệnh hoạn thì cái kết quả nó không được như là người ta đồn đoán. Vấn đề này nói chung là nó cũng gây cái nóng bỏng cho địa phương. Lên đồng lên bóng vậy đó thì trị bệnh. Thì cái này là ở xã đã cũng thành lập là nhiều cái đoàn để đến chỗ gia đình để vận động và đồng thời là báo với các ngành chức năng của huyện để hỗ trợ địa phương. Việc mà để tung lên mạng những cái clip cái đoạn này này thì địa phương nói chung là không biết, đưa lên mạng thì nó vấn đề nó nhạy cảm. Việc mà tung lên mạng như thế thì có khả năng nó sẽ gây cái sự chú ý cho dân ở địa phương khác. Nói chung tìm đến thì nói chung là nó sẽ làm mất ổn với tình hình an ninh trật tự của địa phương. Ở xã sẽ chắc sẽ kết hợp với các ngành chức năng đồng thể đến vận động và đồng thời báo về ngành chức năng ở trên, tức là ở huyện để có cái hướng. Khi chúng tôi đến nhà, người tự xưng là công chúa hàng Nga, được cho là đã đi vắng. Tiếp chuyện với chúng tôi là mẹ ruột của Nguyễn Thị Mỹ Châu, bà Nguyễn Thị Phụng. Theo chia sẻ của bà Phụng, bà cũng có khuyên con ngừng việc khám chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan, nhưng đến nay vẫn không có kết quả. Tôi có can, nói chung là mấy anh ở chính quyền địa phương rồi công an huyện đồ cũng có gặp tôi để nói chuyện, khuyên lơn là nói thôi kêu con chị nghĩ đừng có làm, nhưng mà nó nói làm cái này nó thấy là nó cũng không có tội gì. Lý do là mình người ta lợi mà mượn mình dán như vậy mà người ta nói là người ta hết bệnh thì mình cứ làm phước cho người ta. Được như phước thì được. Nó trả lời với tôi vậy rồi thì cứ làm hoài từ đó tới giờ thì tôi cũng hứa là giờ để về nói lại với chỗ con tôi coi. Việc Nguyễn Thị Mỹ Châu chữa bệnh bằng mê tín dị đoan là có thật và vẫn đang tiếp tục diễn ra hàng ngày.
việc hành nghề này ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự tại địa phương và gây ra nỗi bất an cho người dân.